Thưa quý vị và các bạn, ngày 4 tháng 7, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành công văn số 225 thông báo kết luận của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn về triển khai dịch vụ công trực tuyến yêu cầu đến hết năm 2022. Theo đó, các sở ban ngành Ủy ban Nhân dân cấp huyện và cấp xã hoàn thành mục tiêu đạt tỷ lệ 80% dịch vụ công trực tuyến phát sinh hồ sơ trực tuyến, 50% hồ sơ được xử lý trực tuyến. Thủ trưởng các cơ quan hành chính nhà nước cần phát huy vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu, chỉ đạo công chức viên chức thực hiện nhiệm vụ tại bộ phận một cửa hướng dẫn người dân và doanh nghiệp đăng ký tạo tài khoản, sử dụng dịch vụ công trực tuyến khi nộp hồ sơ thủ tục hành chính, phấn đấu tiến tới nộp hồ sơ trực tuyến đạt 100% đối với các thủ tục mức độ 3-4, công khai niêm yết kịp thời các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận giải quyết, ưu tiên các nguồn lực về con người, chủ động bố trí, đảm bảo hạ tầng kỹ thuật, thiết bị công nghệ thông tin, tăng cường hiệu quả hoạt động của tổ công tác đề án 06, tổ công nghệ số cộng đồng tại cấp huyện, cấp xã. Các sở ngành khẩn trương hoàn thành quy trình giải quyết thủ tục hành chính để áp dụng trên cổng dịch vụ công tỉnh.